Hello anh chị, some new information hôm nay cho anh chị biết trước là em thông dịch or em dịch tại chỗ, cho nên cái video em nói hơi lững khững. So senior government officials hôm nay nói là applicants có thể đợi a little bit longer vì để nhận cái số tiền benefits hỗ trợ, vì phải có upfront verification, vì phải xác minh trước khi chính phủ sẽ cho anh chị tiền hỗ trợ. Nếu như hồ sơ của ai mà đăng ký những cái hỗ trợ này, hồ sơ của ai bị flagged thì sẽ cần thêm thông tin, phải đưa documentation vì cần additional review. Trong những trường hợp này thì những người mà đăng ký mà bị flagged như vậy thì phải đợi thêm thời gian đến 4 tuần trước khi xong. Chính phủ nói khuyên mỗi người nên khai thuế cá nhân 2019 trước khi đăng ký cho cái hỗ trợ này. Trong những trường hợp mà cái hồ sơ anh chị approved, chính phủ chấp nhận cái hồ sơ của anh chị thì trong vòng 3 tới 5 business days là ngày thường, từ thứ Hai đến thứ Sáu là anh chị sẽ nhận tiền nếu như anh chị có direct deposit là chuyển tiền thẳng qua ngân hàng của anh chị, hoặc 10 tới 12 ngày business days nếu như anh chị nhận tiền qua check trong bưu điện, qua thơ. Trong video trước thì em có nói với anh chị là anh chị có thể đăng ký 11 tại tháng 10, nhưng giờ chính phủ đã nói là 12 tại tháng 10 đã có thể đăng ký qua cái CRA online portal hoặc qua điện thoại, cũng tự tự như CERB trước đây or CERB. Còn cái CRCB and CRSB thì 5 tại tháng 10 có thể đăng ký, anh chị có thể đăng ký. Trong description của video này thì em sẽ để link này để cho anh chị bấm vô, anh chị bấm Support for Individuals. And then ở dưới đây anh chị có thể bấm, thí dụ Canada Recovery Benefit, CRB anh chị bấm vô. Thì ở đây nói là application sẽ bắt đầu open 12 tháng 10. Anh chị bấm Get Ready to Apply to the CRB là chuẩn bị trước. So trên đây nói nếu như anh chị đủ điều kiện cho CRB thì anh chị có thể nhận 1.000 đồng. 1.000 đồng đó là trước khi trừ thuế, 900 đồng là sau khi trừ thuế. For a 2 week, so mỗi 2 tuần, 2 week period là 1.000 đồng trước khi thuế, trước trừ thuế, 900 đồng sau khi trừ thuế. Nếu tình hình của anh chị tiếp tục sau 2 tuần thì anh chị phải đăng ký lại nữa để tiếp tục nhận tiền. Anh chị có thể đăng ký đến 13 lần tổng cộng trong vòng 1 năm, từ 27 tây tháng 9 2020 đến 25 tây tháng 9 2021. CRB application is not yet open. Details will be available on October 12th. So hiện giờ chưa đăng ký được, nhưng sẽ anh chị có thể đăng ký 12 tây tháng 10 và chi tiết khi đăng ký sẽ có available then. So who can apply thì trước đây em đã nói bàn về cái này rồi. Trong thời gian đó, trong 2 tuần đó thì anh chị không có làm vì COVID-19, hoặc anh chị cái thu nhập của anh chị giảm 50% compared to the previous year. So trong cái average weekly income, cái what is average right now? I can't think of it. Trung bình, of course. So cái số tiền trung bình trong một tuần anh chị làm so sánh với năm vừa rồi, nếu như giảm 50% vì COVID-19 thì anh chị có thể đăng ký. Cách đăng ký cái 50, cách tính cái 50% ở đây. So cái average trung bình weekly employment or self-employment income trong năm 2019 hoặc or the previous 12 months hoặc 12 tháng vừa rồi you will need to check that you meet this criteria. So mỗi lần anh chị đăng ký cho mỗi tuần, mỗi kỳ là anh chị phải coi thử anh chị đủ điều kiện không rồi mới đăng ký. Thí dụ 2019 hoặc 12 tháng vừa rồi. Okay, so 26.000 đồng là tiền thu nhập employment and self-employment income. Chia 52 tuần là 500 đồng là trung bình trong một tuần thu nhập của năm 2019 hoặc trong 12 tháng vừa rồi. Mình lấy số tiền đó là mình chia làm đôi, là 50% của cái average trung bình weekly income, trung bình của trong một tuần. So giờ anh chị lấy cái số tiền mà anh chị nhận trong cái 2 tuần đó, 100 đồng tiền thu nhập trong 2 tuần CRB trong kỳ, anh chị chia làm đôi là còn lại là 50 đồng là average weekly income, là trung bình một tuần anh chị làm là 50 đồng. So cái số tiền trước là trung bình anh chị làm trong một tuần là 250. Giờ cái số tiền còn lại chỉ có 50 đồng. Vì cái 50 đồng thấp hơn cái 250 by 50%, đã rớt hơn 50%, thì người này đủ điều kiện. Okay, so what is included in employment or self-employment income? So cái tiền thu nhập gì anh chị phải tính cái tiền thu nhập. Anh chị tính cái tiền thu nhập như thế này. For this calculation, self-employment income là tiền revenue. So nếu như anh chị tự làm cho mình là self-employment income là cái tiền thu nhập trừ hết những tiền chi phí anh chị phải có, anh chị có để nhận cái tiền self-employment này để làm tiền này. So tiền tip là tiền bo, I think, non-eligible dividends, honoraria such as nominal amounts paid to emergency service, cái này cũng ít, và tiền royalties. Đừng có tính tiền pension là tiền về hưu, tiền student loans, tiền maternity and parental benefits from EI and any COVID-19 emergency or recovery benefits. So cái tiền employment, nếu như thí dụ anh chị làm tiệm nail hay làm ở nhà hàng, thì anh chị lấy cái tổng số tiền anh chị làm trong tháng đó, trong 12 tháng vừa rồi hoặc trong năm 2019, nguyên năm 2019, anh chị cộng cái số tiền tip trong năm, rồi anh chị lấy cái số tổng thu nhập đó chia 52 tuần là anh chị có cái tiền trung bình trong một tuần. Anh chị lấy cái số tiền đó, anh chị chia làm đôi. So anh chị chia làm đôi xong là cái số tiền đó là cái 50% của cái average weekly income, rồi anh chị so sánh với tiền hiện giờ của anh chị trong kỳ. Okay, so nếu như muốn đăng ký cho tiền CRB thì anh chị không có thể nhận những cái số tiền này. CRSB, CRCB, Short Term Disability Benefits, tiền WCB, tiền Employment Insurance hoặc Quebec Parental Insurance. Và anh chị không có đủ điều kiện EI mới đăng ký cái tiền CRB này được. So nếu như anh chị đủ điều kiện EI, nếu như anh chị mất việc không phải là lý do không phải là anh chị mất việc vì không có đủ việc làm, hoặc chủ không có đóng cửa tiệm, không có việc làm vì Covid, thì anh chị có thể đủ điều kiện EI. Và nếu như anh chị trong 52 tuần vừa rồi anh chị làm hơn 120 giờ thì anh chị có thể đủ điều kiện cho EI. Nếu như vậy thì anh chị đăng ký qua EI Regular Benefits, and then nếu như không đủ điều kiện EI rồi anh chị mới đăng ký tiền CRB này. Còn cái anh chị phải ở Canada, anh chị không cần là người citizen hoặc permanent resident. Nếu như anh chị ở Canada và có địa chỉ ở Canada, có nhà ở Canada, thì anh chị đủ điều kiện phần này. And you were present in Canada trong kỳ, thì anh chị có anh chị đang ở Canada trong 2 tuần đó, và anh chị ít nhất 15 tuổi và có số thẻ Social Insurance Number, Và trong năm 2019, 2020 hoặc trong 12 tháng vừa rồi thì 12 tháng trước khi anh chị đăng ký là anh chị có thu nhập 5.000 đồng trước khi trừ tiền chi phí. Nếu như anh chị có self-employed or deductions là trừ thuế. So cái 5.000 đồng này nếu như anh chị employed, self-employed, anh chị tính luôn tiền tip, non-eligible dividends, honoraria and royalties. Đừng có tính disability benefits, student loans, bursaries, scholarships, pension or other money, other amounts from COVID-19 benefits. Anh chị nếu như tự nghỉ việc làm or anh chị giảm giờ, tự giảm giờ của mình tại vì anh chị không có muốn làm nhiều giờ nữa, then anh chị không có đủ điều kiện voluntary honor after, sau khi 27 tháng 9. Trong 2 tuần này thì anh chị đang kiếm việc làm, employee, làm nhân viên hoặc làm self-employment. Nếu trong thời gian này anh chị đi học provincial course or programmer training by a provincial government or provincial body thì anh chị có thể đủ điều kiện cho CRB. Và anh chị có thể đi làm khi nhận CRB. Nhưng nếu như thu nhập của anh chị trong năm hơn 38.000 đồng thì cái số tiền sẽ bị claw back. Anh chị phải trả lại 50 cent của mỗi 1 đồng hơn 38.000 đồng. And anh chị không có turn down reasonable work, không từ chối công việc hợp lý trong khoảng thời gian bạn đang ứng tuyển trong kỳ. And penalty for refusing work, nếu như anh chị không nhận việc, anh chị tự từ chối, anh chị sẽ mất 5 kỳ trong 13 kỳ, tại mỗi người được đăng ký 13 kỳ tổng cộng trong năm, không cần đăng ký liên tục nhưng 13 kỳ tổng cộng. Nhưng nếu như anh chị từ chối thì anh chị sẽ tự động mất 5 kỳ. Và nếu như anh chị từ chối lần thứ 2 nữa thì khi anh chị sẽ mất thêm 5 kỳ. Là tổng cộng nếu như từ chối 2 lần thì mất tổng cộng là 10 kỳ. Anh chị phải cần hết những thứ trên mới đủ điều kiện cho CRB. Chính phủ CRA sẽ xác minh là anh chị đủ điều kiện cho để nhận cái tiền CRB này. Những người mà không đủ điều kiện mà đã cố ý made fraudulent claims may face additional consequences. Những người mà cố ý thì sẽ có thể bị phạt penalties or jail time, đi tù. Và nếu như ai nghi ngờ người nào mà không có đủ điều kiện nhận CRB thì có thể bấm vô đây để gửi cái leads program và cái tips để cho báo lên cho chính phủ. How much you can get là anh chị sẽ nhận bao nhiêu. Chính phủ sẽ cầm 10% của cái số tiền withholding tax. So cái số tiền anh chị sẽ nhận trong 2 tuần là 900 đồng, không phải là cái 1.000 đồng, tại chính phủ sẽ giữ lại 10%. Cái 10% này có thể không đủ tiền thuế. Khi anh chị khai thuế cá nhân thì anh chị có thể phải trả thêm tiền hay ít hơn tùy theo cái tổng cộng tiền thu nhập của anh chị bao nhiêu. Cuối năm CRA sẽ đưa cho anh chị cái T4A để cho anh chị khai thuế thuế cá nhân của anh chị. Cái số tiền 38.000 đồng là cái net income trên thuế cá nhân của anh chị, không phải là gross income, net income. Còn cái link này thì periods you can apply for. So here anh em xuống thử coi CRB does not renew automatically, anh chị phải đăng ký mỗi 2 tuần. Khi 13 kỳ anh chị không có cần lấy liên tục. Khi anh chị có kỳ nào, tại tổng cộng có 26 kỳ, anh chị đủ điều kiện cho kỳ nào thì đăng ký cho kỳ đó thôi. Cái sớm nhất anh chị có thể đăng ký là cái thứ hai đầu tiên sau khi hai tuần đó đã qua. So thí dụ 2 tuần là 27 tây tháng 9 đến 10 tây tháng 10 là kỳ 1. Đến 10 tây tháng 10 thì cái Monday thứ hai đầu tiên là October 12th. Sau khi 2 tuần qua rồi thì anh chị mới được đăng ký thứ hai after cái kỳ over. So here is all of the periods đến tổng cộng 26 kỳ. Anh chị có thể đăng ký retroactively for any period up to 60 days after that period has ended. Sau khi kỳ đã qua thì anh chị phải đăng ký trong vòng 60 ngày của cái ngày cuối của kỳ đó. So kỳ này là 10 tháng 10 là kỳ 1. Anh chị muốn đăng ký kỳ này thì anh chị phải đăng ký trong vòng 60 ngày từ ngày cuối này, 10 tháng 10. Nếu như anh chị không rõ là anh chị đăng ký được bao nhiêu lần thì anh chị có thể vô CRA My Account để coi cái application history của anh chị để thấy anh chị đăng ký bao nhiêu lần rồi. So how to apply, get ready to apply trước là chuẩn bị trước, tại vì hiện giờ mình chưa có đăng ký được. So trước tiên là anh chị, nếu như anh chị đã đăng ký cho Canada Emergency Response Benefit CERB or CESB Student Benefit với CRA trước đây, yes, then do you have a CRA My Account? Yes. Nếu như anh chị login được yes thì anh chị có thể đăng ký, là anh chị có thấy cái green check mark ở đây. Nhưng nếu như anh chị đăng ký qua Service Canada, em bấm with CRA before thì em bấm no thử, have you ever filed, anh chị có khai thuế ở Canada chưa, em bấm no thì đây nói là we strongly encourage you, anh chị nên khai thuế thuế cá nhân của năm 2019 để đăng ký dễ dàng và nhanh hơn. And then nếu như em trả lời yes là anh chị đã khai thuế rồi, anh chị có CRA My Account chưa, em bấm no lần này thì have you filed, đã khai thuế cho năm 2019 chưa, em bấm yes thì ở đây nói anh chị nên đăng ký cho CRA My Account. Em sẽ để link trong cái description của video và thêm cái card ở phía trên. Anh chị bấm link vô để coi thử cách đăng ký cho CRA My Account. Còn bước thứ hai để chuẩn bị trước là anh chị nên set up direct deposit để nhận tiền nhanh hơn thay vì đợi check trong mail là 10 tới 12 ngày, anh chị nhận trong vòng 3 tới 5 ngày nếu như anh chị đã 3 tới 5 ngày nếu như anh chị có direct deposit. So anh chị make sure những cái thông tin direct deposit là thông tin đúng và up to date. And nếu như anh chị có nhận Provincial or Territorial Social Assistance hay không, bấm yes or no. Nếu yes thì anh chị phải nên nói chuyện với Provincial or Territorial Social Assistance Office trước khi đăng ký cho CRB. Nếu như no thì anh chị có thể, anh chị đã ready for để đăng ký khi cái application open on 12 tháng 10. Okay, so that is it for the video. Cảm ơn anh chị. Bye bye.